Mời cả nhà đến với trích đoạn Máu nhuộm sân chùa, tiếng hát của anh Đinh Văn. Ngang cánh này ngàn thu dương sầu, mai này vẫn xa thương nhớ không nhòa. Thương kẻ đi xa lòng nặng mang bao niềm đau, có nghe trong tâm tư khóc riêng duyên lỡ làng. Em chốn này nhìn mây cuối trời, để làm gì? Để kể cho bà nghe một câu chuyện. Một câu chuyện mà là chuyện gì? Chuyện ban đầu của một người con gái, chuyện thương đau của một kẻ đắng trần. Đêm qua tôi có về ngang nơi họ làm cho tôi thêm bàng hoàng xúc động. Ông hãy đi đi, ông hãy đi đi. Bà ơi, tôi sẽ ra đi để đưa tiếng mờ thổ vào trong một giấc mơ buồn ba. Rồi có chuyện nào bà dần chẳng nơi quán lạ, xin bà hãy dành vài phút giây hoài niệm. Cho
quá. Tâm ca, vậy là anh cố tình vĩnh viễn xa em. Có mà được bình yên lắm kêu cứ. Nhưng đó là quyết định của sư mẫu, làm sao em cãi lời người cho được. Tâm ca, bà dù mong dù khó, bà cũng đã ăn là vợ của người ta. Còn có sao bà này em mời những người đến hưởng tài nhé. Em mới vào cho em xin kênh để ra lưu ạ. Mình mới vào cho em xin kênh ạ. Tâm ca, tâm ca, xin vĩnh biệt. Ok anh Văn mời. Anh chị em ơi, em không chào tên từng người được, do em sợ ác tiếng của ca sĩ ấy. Em sẽ chào bằng thử chỉ ba nhờ anh quản trị chào giùm em ạ. Tâm ca, lòng dương khổ sâu, chim sao sắp trở về nắng, làm cho nỗi ly
càng thêm buồn thảm. Ngã đã khóc cạn rồi dòng dư lệ, phút giây này không biết nói gì hơn. Thì đây ngã xin quỳ dưới chân người yêu cũ để ân cần thăm hỏi một lần thôi. Rồi nữa nắm lấy tay nghe lần sao tôi một lần thôi nhé, một lần thôi. Tâm đi mang cả niềm mơ, ngã trở về người ôm thương nhớ dài. Mình chào Hiền Minh, cảm ơn chị. Lệ thắm cao trên nguyên, thương chi cho lắm rồi cũng xa. Nhỏ anh, em kiểm tra lại âm thanh.